Raman Sunny xin chào tất cả chủ nhà hàng Gia Cánh Thịnh Phú, các chủ nhà Ràm và tất cả các bạn bè gần xa trên mọi miền Tổ quốc. Hôm nay Raman Sunny mới may xong cho một nhà hàng, một chủ sự kiện với tông rèm sự kiện màu trắng nha, đặc biệt tông màu trắng. Hai bên thì Sơn Nhi đi hai cái luống, có chạy thêm sợi dây kim tuyến như thế này nữa cho nhà hàng. Sơn Nhi đưa ra cái sự sáng tạo để tạo ra cái không gian của nhà hàng, của sự kiện, của khách nó trở nên đẹp và lung linh hơn, rất là đẹp. Đặc biệt là bên Sơn Nhi may này đẹp và sắc sảo. Quý nhà hàng, quý Gia Chánh Tiệc Cưới, quý nhà rạp có nhu cầu về rạp cưới mẫu mới mẫu đẹp xin hãy inbox để Sơn Nhi được tư vấn nha, bằng số điện thoại 0989266772 hoặc 0989655772. Rèm màn Sơn Nhi chuyên thiết kế và cắt may tất cả các dòng rèm sự kiện rạp cưới mẫu mới nhất, đẹp nhất cho khách. Rồi, rất là đẹp nha quý vị nha. Ôi đẹp lắm. Nhà thấy đẹp không? Em nhận thiết kế và cắt may tất cả các dòng rèm sự kiện và cưới. Đây là mẫu em được test thử tại tiệm của em luôn. Không gian thì nhỏ, cho nên là nó sẽ không được rộng như cái không gian của ô rạp của các nhà rạp. Còn đây là không gian làm việc của thợ của em. Đây cả nhà nhìn thấy không? Hàng mới vừa may xong này. Đây cả nhà thấy không? Hàng em mới vừa may xong. Đặc biệt là nhúng bên em là nhúng kim tuyến rất là nhiều, rồi cả nhà nhìn thấy không? Hàng lần một cho nên nhúng rất là nhiều kim tuyến thế này đây, rất là đẹp. Còn sợi dây kim tuyến bên em chạy là hàng loại lớn này để tạo ra cái không gian của cái sự kiện rạp cưới của các chủ nhà rạp trở nên đẹp hơn và sang chảnh hơn, độc lạ hơn nhá, rất là đẹp luôn.